Anh ơi, em thích anh mở được cái ổ khóa này. Ok. Những khó cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với trực tiếp mũi họng của người mắc bệnh khi nói chuyện, ho hoặc hắt hơi. Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp. Nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến trọng bệnh và không điều trị đặc hiệu. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau: giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Wow, anh có đi hay đi ăn chỗ không anh? Sao lại chọn em? Mình chỉ giúp đỡ những người khác thôi chứ. Tập thể dục, ăn chế độ sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe. Ủa đây. Thường xuyên lau chùi sàn nhà, đặt điện cửa an, đặt cửa.